Lời đầu tiên, mảnh ghép yêu thương gửi lời chào trân trọng đến quý vị và các bạn thân mến. Dạ, mảnh ghép yêu thương chào chị. Chào Minh Hoàng. Dạ. Chào Minh Hoàng được nhiều sức khỏe và tiến tới trong công việc. Chào Dạ. cộng đồng mạng. Rồi. Nhiều sức khỏe. Dạ. Giờ phải nói lại từ đầu. Dạ rồi chị Phúc nè, chị cho mọi người biết tên cũng như tuổi của mình luôn đi ha. Mình tên là Nguyễn Ngọc Phúc, sinh năm 1963. À, 63 rồi, Quê quán năm nay Thành phố. 60 tuổi, quê quán thành phố Thủ Đức. Rồi. Hiện nay tình trạng hôn nhân của mình ra sao chị Phúc? Ly dị này được 7 năm rồi. Anh chị ly dị với nhau 7 năm nay, anh chị được bao nhiêu người con? Hai người con, Dạ. một đứa trai đứa gái, nó Dạ. lớn hết rồi, có một đứa Dạ. có gia đình thôi. Rồi, chị Phúc nè, chị có đồng ý để mảnh ghép yêu thương sử dụng hình ảnh của chị đăng lên mạng xã hội không chị? Đồng ý. Mọi khiếu nại sau này của gia đình chị cũng như bản thân chị yêu cầu mảnh ghép yêu thương tháo gỡ bỏ video này xuống là không được. Đồng ý. Chị Phúc này, chị phải hoàn toàn chịu trách nhiệm lời nói của mình trước pháp luật. Đồng ý. Rồi hiện nay ở Thủ Đức đó, chị Phúc, chị sinh sống bằng cái nghề nghiệp gì chị? Giữ trẻ mà mới nghỉ được mấy tháng nay nên ở nhà giữ cháu ngoại đó, về chừng nào mà có việc thì mình đi lại. Cái lúc chưa nghỉ cái công việc giữ giữ trẻ đó chị, mình giữ nhiều Giữ ba đứa thu nhập có khá không chị? cũng ổn. Rồi chị nói hiện tại chị nghỉ rồi, ở nhà thì chị tìm cái nguồn thu nhập từ đâu? Con nó nói cứ ở nhà đi thì có gì ăn đấy, thì mình cũng không có cần tiền con mình nữa, thì mình cũng có dư chút đỉnh. Chị Phúc này, chị xem qua cái mạng xã hội nào mà chị biết đến cái mảnh ghép yêu thương của tụi em? Vô tình mình lướt Facebook đó, rồi cái thấy nhiều cái nó vui vui hay sao, thấy lướt lên thấy có Minh Hoàng nói rất là hay, với lại vui nữa, rồi có ý nghĩa nữa, làm cho mảnh ghép này kết nối cũng nhiều người đã thành công đó, cũng thích vậy đó. Rồi, cảm ơn chị. Nên hôm nay chị quyết định gọi đến mảnh ghép yêu thương để nhờ mảnh ghép yêu thương giúp gì cho chị nè. Thì một nửa còn lại để ngủ nghỉ sau này, với lại mình chia sẻ buồn vui những lúc có Những nhau. lúc trời mưa trời gió mà ếch nhái kêu nó buồn Trời à. trời gió trời trời có người bên cạnh, như là anh nói mình nghe, mình nói anh nghe vậy, như họ vậy. Chị Phúc, chị cao 1 m mấy nè? Cao như cao 1m53 đó, 1 m 53. Cân nặng. nặng là 53 kg luôn á, 53. Cao 53, nặng 53. Nếu mà nắng nắng ra hình thành hình vuông luôn á. Thì thôi đùa vui với chị chút xíu thôi. Hôm nay chị tìm cái nửa mảnh ghép còn lại của cuộc đời mình đúng không chị Phúc? Đúng Chị muốn cái anh đó có cái mẫu người như thế nào mới hợp với cuộc sống của chị nè? chung chung người được rồi, Chung cao chung 1m như 6 mấy cũng được,
cao mét sáu mấy, cao hơn chị chút xíu được không? Mét năm Mà tư, hôm đó mét 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 năm tư mình được không? 53, anh 68 cũng được. Mét năm tư được không? Cao chị hơn chị xí thôi được không? Thôi Cao một ạ. chút rồi. À. Cao mét sáu tám hả? Ừ, đúng rồi. Rồi. À, gì nữa chị? Mỗi người về thấy gọn gàng sạch sẽ, Ừ. à, tươm tất ra đường thấy cho nó gọn gàng vậy đó, phóng khoáng vậy Đẹp trai cỡ Lý Hùng được không? đó. Trời ơi, không có dám mơ tới đó Tới đó rồi hả? Không phải Lý hả? Hải Trời ơi, đàn cái đó là đàn em, đàn em á. à, đàn em mà. À. Chị Phúc, chị 60 tuổi nhưng mà chị trẻ đó, nhìn chị khoảng năm mấy. À, cảm ơn Minh Hoàng. Dạ. Rồi, ngoài những cái yếu tố về vóc dáng này, hình thể nè, rồi chị muốn cái anh đó có những cái gì, ví dụ như công việc làm sao, rồi có nhà hay không, rồi có rượu chè, thuốc lá, gái gú gì không, ví dụ gì. À, thích anh đó là sống chung thủy, thật lòng, có gì thì mình nói ra đừng có giấu giếm, nhiều khi á nữa về cái thấy cái lòi cái đó ra cái nó kỳ quá rồi cái bản tính ra thì mình thích anh đó. Công việc ổn định, có nhà có cửa, còn nếu không có nhà thì mình thuê mình ở cũng được, cũng là nhà. Đúng rồi. Rồi mình sống biết tôn trọng người này người kia vậy đó. Rượu chè sao chị? Rượu chè thì tùy đi, mình cũng không cấm được, nhiều khi mấy ảnh thích rồi mình nói cũng biết ảnh có nghe không, thì mình uống chút chút để mình còn giữ sức của mình lại. Thuốc lá sao? Cà phê, thuốc lá. Thì giờ mình nói dễ mà hút thì hút, nhưng mà có hút thì đi ra ngoài một chút vậy đó. Thì người đàn ông mà ha, nhiều khi trong công việc người ta nhiều khi cũng cà phê thuốc lá chút chút thì cũng được. Rồi, nhưng mình đâu có cấm người ta được. Rồi vấn đề đỏ đen rồi chị có thích Ôi, cái đó chị còn ghét em nữa. không? Không thích lắm. Ồ, không thích. À, mình phải nói ra, mình phải chị cần cái gì và không cần cái gì, mình phải nói ra, ở ngay chỗ đó là cái chỗ thiết yếu nhất, để sau này mà về với nhau rồi cái ánh lòng ra nó, hôm nay tôi phải đi chơi cái này, hôm nay tôi phải chơi cái kia đó, không hỏi lúc trước mà về cái bà đâu có hỏi, bà đâu có yêu cầu tôi cái chuyện đó đâu, thì giờ lòi ra rồi sao mình trả lời, đúng không? Ừ. Thì mình thích như vậy đó, là ông đừng có bê bết ba cái cờ bạc đó, Đúng sống đồng phụ nữ không ai thích cái đó đâu. rồi. Ừ. Còn cái gì nữa, thí dụ như bây giờ chị thích theo ảnh hay là chị muốn ảnh phải theo chị? Thì thích đi theo ảnh, tại vì nhà này của ba với mấy bà chị ở nên mình cũng muốn ở chung, thích đi ở riêng vậy. Không có thì hai người mình đi trọ rồi mình làm rồi mình sống đúng không? Đúng rồi, Chị thích cũng cái yêu cầu của chị cũng dễ mà. Em nghĩ vậy. thì sau khi cái video của chị phát sóng lên, em nghĩ cái mảnh ghép yêu thương của tụi em cũng sẽ nóng máy. Nó không đến nỗi cháy Chắc máy, thì không. nó không đến Dạ, nỗi cháy máy nhưng mà nó cũng nóng máy á, tại vì nhận cuộc gọi nhiều quá nhiều khi nó cũng nóng máy. Nhưng mà thường thường chị biết sao không, nhận cuộc gọi toàn là những anh những chú xin số không à, không có chịu lên chương trình giống như các chị các cô đó, người mình phải công bằng xí, các cô các chị người ta mạnh dạn người ta lên chương trình, người ta tìm cái nửa cuộc đời còn lại của mình, tại sao mình là người đàn ông mà mình không dám lên chương trình mà lại đi xin số không à, nên cái đó là chương trình sẽ không giải quyết, sẽ không cho bất kỳ số của ai cả, bảo mật chị cứ ngủ yên tới Tết, qua Tết mà chưa ai hỏi tới chị thì chị cũng không có bị ai làm phiền cả. Ừ. Khi nào mà cái anh đó hoặc cái chú đó xuất hiện ở trên ngồi giống như trực tiếp nói chuyện giống như chị em mình vậy nè, thì
Nếu mà tụi em lấy đường link gửi qua cho chị, xem chị ok thì tụi em sẽ tiến hành mời anh chị đến với chương trình. Mình ghép nối với nhau, có thành công hay không lúc đó là do ở anh chị. À, đúng rồi. Ừ. Chị Phúc này, chị giữ trẻ rồi chị chắc cũng thích hát lắm Sao sao bên ngoài ha. Chị chắc chị cũng thích hát lắm đúng không? cũng thích Nhìn chị lúc có cái vẻ cũng giống nghe như cũng hát hò cũng dữ dội lắm à. hát không có đâu, đi nhà mở hát ở nhà, có khi mấy đứa em nó rủ đi lại cái chỗ nhà của nó đó, rồi Ừ. cái chị em ngồi nhâm nhi mấy quán rồi lẩu rồi ăn rồi hát ca rồi gì. Kéo kéo lên ha. Chị thích hát nhạc nhạc gì, dòng nhạc gì? Nhạc bolero chỉ tình đâu, Chị thích hát bài gì nhất? bữa hát rồi không lẽ hát nữa ha, bên ngoài Đâu có nghe đâu. Chị hát bài gì? ơi, có lên chương trình rồi quên hả? Ủa bộ chị có lên rồi hả? Lên Lên nào ta? rồi. Nhiều quá không nhớ hả, có lên rồi, mã số 383 đó. Em thật sự em không nhớ chị luôn, chị Phúc. Hàng chi thấy lâu quá. Không ai hỏi chị hả? Ờ Không, thì nhiều chắc khi chị lên kênh nào? thì kênh Minh Hoàng đó, Ủa sao em không có? kỳ kỳ có ghé xuống đi xe hơi đó em nhớ không? Chị đi xe hơi nhưng mà chị đâu có lên chương trình đâu. Có ngồi luôn, bạn áo si mi trắng cà nguyên cái ly nước với nguyên cái bình bông đỏ, lát mở về coi lại đi. Rồi rồi hôm nay sao chị quyết định lên lại hả? Ai biết, thấy Minh Hoàng gọi, Minh Hoàng nói làm theo chứ có biết đâu. Thôi rồi kệ đi, mình lên lại nhưng khi cơ hội mình đến nhiều hơn nữa. Nha, Ừ, không biết sao, cứ biết lên lại. đâu, Ừ. thì thấy Minh Hoàng điện lại hết hồn, tưởng có ai kết nối. Tại vì em thấy cuộc gọi em đâu có nhớ đâu, mỗi một ngày biết bao nhiêu cuộc gọi giờ. Rồi Đúng rồi. em tưởng đâu là hẹn để lên lịch mình ghi hình. Có Thật sự em xin lỗi, tại vì em không nhớ nhiều quá nên à, em đâu có, với lại mấy anh em nó kiểm soát á. à. Thôi vậy thì coi như hôm nay cũng giống như mình lên hình là lần hai, tâm sự trò chuyện của chị em mình vậy đó. Rồi chị tặng quý vị khán giả với lại cái bảo đảm cái video này đăng lên sẽ có người gọi chị liền nè. Bây giờ chị tặng cho cái nửa mảnh ghép đó đi, một bài hát, và quý vị khán giả nữa một bài hát mà chị yêu thích nhất. Có thuộc đâu, giờ không nhớ, giờ lên bất tử quá Bây nhớ giờ chị thích bài nào nhất? ngay. Thích cái bài cũ của bữa hát rồi đó, Mà em đâu có nhớ, đã em không nhớ chị đâu, mà bài cũ cho em nhớ bài gì. con đường xưa em đi đi. Rồi con đường xem đi thì giờ hát đi dễ mà. Còn Rồi. giờ giờ hát à. Còn đường xưa em đi vàng lên mái tông thề, ngõ hồn dân ta thấy tên, có nàng ven đôi mi ngóng theo đường vắng hoe, hỏi còn ai có đi những mùa trăng vu quy, vì mưa gió không về chiến trường anh bước đi, có nàng ven đôi mi ngóng theo đường vắng tên, chỉ còn em với anh. Hay, cái đợt này hình như em nghe hình như nó hay hơn đợt trước hay sao á. Phải không? Rồi tụi em sẽ ghi nhận lần trở lại đợt hai này của chị Phúc.
cũng là do cái yếu tố khách quan thôi, không phải là nằm trong dự định của hai chị em anh. Em là thật sự em quên, mà chị cũng không nhắc lúc từ đầu, em cũng không nhớ nữa, ghi hình tới gần hết rồi đó, là bắt đầu chị mới nói, chị mới nhắc là em mới nhớ. Thôi thì bây giờ lỡ rồi thì chị em mình cứ lên tiếp thôi, nói chuyện tâm sự với nhau. Chị có còn cái lời nào để nhắn nhủ tới những cái mảnh ghép chuẩn bị đến với cuộc đời chị không nè? Nếu mà mấy anh nào mà có thấy mình lên chương trình này á, thì thích thì cứ gọi Minh Hoàng, mình lên kết nối với nhau, không được thì thôi, thì coi như bạn Ừ, vậy đúng rồi. đó. Rồi, mảnh ghép yêu thương sẽ ghi nhận sự trải lòng nãy giờ của chị Phúc ha. Thì tụi em cũng có lời cảm ơn chân thành đến chị đã dành thời gian quý báu để chị em mình ngồi trò chuyện vui vẻ với nhau nãy giờ. Và cũng cầu chúc cho chị sớm ngày đạt được cái ước nguyện của mình để mau chóng đầu năm hoặc là sang năm tới sẽ có nửa cái mảnh ghép để mình nắm tay nhau, mình đi vòng vòng đâu đó chơi, an hưởng cái tuổi già. Chắc không có duyên rồi, cũng Minh Hoàng ơi. Dạ không, cái đó thì đúng rồi, nói thì nó cũng tùy, còn tùy thuộc vào cái duyên nợ duyên số với nhau nữa, chứ không phải là ai lên. Có nhiều cô chú anh chị lên rất là lâu, tới nay mấy tháng rồi mà cũng chưa có ai hỏi tới luôn, chưa ai Đâu hỏi đâu, tới luôn. người có về đó, Minh Hoàng. Nó cũng nhiều khi nó trôi bài rồi. Bây giờ hôm nay cũng cái dịp vô tình thì chị em mình gặp lại nói chuyện với nhau, thì hy vọng lần này chị sẽ đạt được cái kết quả tốt. Chị Phúc ha. Rồi, Rồi cảm ơn Minh Hoàng. bây giờ chị Phúc này, chị chào quý vị khán giả, rồi cái chị em mình kết thúc ha. Chào cộng đồng và chào khán giả. Một một ngày vui vẻ. Chào Minh Hoàng. Được nhận sự như ý. Rồi, em cũng thay mặt ekip anh em chương trình cảm ơn chị Phúc rất là nhiều ha. Trước khi kết thúc video, mảnh ghép yêu thương cầu chúc quý vị và các bạn có một ngày thật nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công trong cuộc sống. Và đặc biệt các anh, các chú nào đó xem được cái video của chị Phúc sắp sửa phát sóng lên sắp tới đây, thì hãy nhanh tay lên bắt điện thoại gọi ngay tới số máy của chương trình, thì chương trình sẽ sắp xếp cho anh chị có cơ hội gặp nhau để mình bày tỏ cái nỗi lòng của mình. Nếu mà hợp thì hai người tiến đến để nắm tay nhau đi hết cái quãng đời còn lại. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Dạ chào chị Phúc nha. Chào Dạ Minh Hoàng. bye bye chị.